Nhà dì Mai xin được kính chào tất cả các bạn. Hôm nay em về một chiếc xe Touring City Bike của thương hiệu Railway. Cái thương hiệu Railway là thương hiệu của Nhật luôn. Và xe thì cũng dùng tại nội địa Nhật và được nhà dì Mai mua đấu giá về Việt Nam qua đường bay. Chiếc này thuộc dòng Touring City Bike. Size là size XS. Đây là size nhỏ đấy. Chiếc này dòng đứng của nó có 38cm thôi. Và dòng ngang thì quanh 50 cm, thì em sẽ đo lại cái dòng ngang, bởi vì dòng đứng em thấy cái trên khung có ghi là 38 cm. Với cái size xe này thì sẽ phù hợp với bác có chiều cao tầm 1m50 đến khoảng tầm 1m63-64 thì chạy sẽ ok. Về cấu hình xe, trước này khung nhôm, còn càng trước là càng thép hợp kim, và xe thì dùng bộ chuyển động 3 đĩa và 8 lít Shimano Antut. Cặp vành nhôm cao 2 lớp của Railway, hub Shimano Clarit và giò đĩa Shimano. Lốp là của Kenda 700 × 32C. Sau đây em đi vào chi tiết để bác cùng ngắm. Chiếc này màu sắc rất là đẹp, màu đỏ tươi. Và một số chi tiết đồ thì là màu nhôm, màu nhôm trắng, trông rất yêu luôn. Quay từ đằng trước vào nhé. Đây, chiếc Railway, thương hiệu này là của đất nước Nhật luôn. Hệ thống tay bấm sảng Shimano, hệ thống tay phanh Shimano, ngàm phanh cũng là phanh Shimano. Và cái phanh Shimano thì nó rất là nhẹ nhàng, chắc chắn và bền bỉ. Đấy, bóp rất là nhẹ. Hệ thống tay bấm sảng Shimano cũng vậy. Chiếc ghi đông potang nhôm trắng của Railway, chén cổ rất là đẹp. Đây, cái tên thương hiệu đây. Đấy, Railway. Và cái dòng này gọi là dòng Sifan City. Đấy, cái chữ Railway này thì họ sơn màu trắng này, tem của hãng này. Và ở trên khung ấy, nó có một cái ở phía bên kia đây, phía này nó có một dập chìm, sờ mới thấy chữ Railway nó chìm cùng theo màu đỏ luôn, nó dập chìm luôn. Các bác mình nhìn bên ngoài mới thấy, còn nhìn trong clip thì cũng không biết, có thể không rõ lắm. Cái càng trước là càng thép hợp kim thì nó nặng hơn càng nhôm một chút xíu, nhưng mà đổi lại thì nó rất là khỏe, cứng cáp. Chiếc này hệ thống hấp của chiếc này là dùng Shimano Clarit các bác nhé. Hấp rất là ngon luôn. Bi là bi trục bi côn thôi, nhưng mà hấp Clarit thì rất là ngon. Cặp vành nhôm 2 lớp. Và cái lốp này là lốp Kenda Sweet. Kenda Sweet, cái này là 700, để em xem. 700 × 32C các bác nhé. Lốp Kenda. Cái lốp này thì chiếc này thì chủ người ta mô tả là được dùng cũng cái thời gian của cái model thì em không biết chính xác, nhưng mà cũng tương đối lâu rồi đấy. Còn trước này người ta để lâu, người ta không đi, cái lốp bắt đầu có biểu hiện nứt nẻ nhỏ này. Đấy, rất nhỏ thôi. Đấy, nhưng mà cái lốp kiểu như này thì đi thoải mái quá nhá. Và cái màu vàng trắng, kiểu màu vàng nhưng mà nó hơi vàng trắng một chút ấy. Cho nên là nó cũng có các cái vết bẩn. Cái này thì có thể chịu khó, thì có thể rửa thì nó cũng sẽ đi được, nhưng mà kiểu màu trắng thì nó sẽ dễ bệt riêng cái lốp nó như vậy. Nhưng mà cái lốp này thì dùng cũng rất là ít thôi. Đấy, còn rất là ok. Đấy, trên khung đây ghi đông pô tăng này, cái nắp cao su trên cái ốc này để chống nước này vẫn còn nguyên này, có một cái chuông rất là yêu luôn. Đấy, cái chuông Nhật này, chuông đồng màu vàng này. Đấy, màu vàng này kêu rất thích các bạn nhé. Và cái chuông này bắt luôn vào một cái vòng đệm chén cổ. Vòng đệm chén cổ nó có một cái chỗ lỗ chờ ra và vít luôn cái chuông này vào. Đấy, rất là hay luôn. Đây em đo cái size Zin lấy cái thước dây cho bộ, xong để em đo cái size lại. Đây, cái size thì em thấy ở trên khung họ ghi là 38cm, thì là dòng đứng chắc chắn là, và từ tâm trụ đạp đến khóa cung yên là 38cm. Đấy, còn size ngang, đây cần cầm để đứng bên này,
để em đo lại cái size ngang của cái chiếc này cho chính xác luôn nhé. Đây, size đứng này thì từ tâm trục đạp đến khóa cộng yên 38,5, gọi gần 39 luôn các bạn, 38,5. Còn tính từ tâm của cái kia đến tâm của cái cọc yên đến tâm cổ post này thì là 51 cm. Đấy, còn lên tận trên cái pô tăng thì nó là ở giữa cái ốc là 60, còn trên đỉnh là 62. Đấy, gọi là size ngang là 51, size đứng là 38,5 cm. Đấy, với cái size này thì các bác cao tầm 1m50-52 trở lên, đến khoảng 63-64 đổ lại thì chạy cái chiếc Lightway C-Fan này là ok. Thì size nó thuộc size nhỏ, là size XS rồi đấy. Yên thì chiếc này dùng yên velo, cái loại yên velo nhưng là có cái lớp gel ở bên trong rất là êm. Thế nhưng mà khi mà về chiếc này đấu giá về thì em thấy cái yên nó bị sứt. Đấy, nó bị rách. Một vài chỗ ở bên cạnh này. Đấy, còn cho nên là em phải mang đi em bọc lại da. Đấy, bọc lại da, cái màu của cái gốc của yên là màu trắng, và cái màu da của cái bọc yên em bọc lại thì nó kiểu màu nâu. Đấy. Vì ở người ta không có cái màu trắng, nhưng mà màu trắng thì nó sẽ rất dễ nhanh bẩn. Đấy, yên velo nguyên bản nhé các bác nhá. Xương kia thứ yên rất đẹp luôn. Chẳng qua nó bị sứt, để người ta mô tả là nhiều, người ta để lâu, rất lâu người ta không đi, và cái bên cạnh nó có bị rách. Đấy, cái da bên ngoài, cho nên em phải đi, nếu mà để nguyên đi thì nó sẽ hơi xấu, cho nên em sẽ bọc lại da và màu nâu rất đẹp. Cái cọc yên thì là xưa cọc yên nhôm. Đấy. Khóa cọc yên thì khóa lục giác các bác nhé. Phanh sau Shimano đồng bộ. Chiếc này về đồ đạc thì em thấy rất là nguyên bản và đẹp. Đấy. Và còn nghĩa là cái chất lượng còn rất là ngon, bởi vì người ta đi cũng ít. Đấy, mặc dù là thời gian có thể vài năm người ta không đi. Đây, cái chiếc này giò đĩa Shimano Via Malaysia, và size của nó là FCM171. Đấy, còn cái thì em nghĩ là 170 nhé. Đấy là cái mã FCM171, còn cái chiều dài của cái giò đĩa là 170. Đấy, Malaysia Via Shimano. Đây. Đấy, giò đĩa Shimano, cái chắn xích này rất đẹp luôn, Shimano. Pedal nhôm. Đấy, pedal nhôm. Nguyên bản theo xe luôn, nhôm kiểu nhôm nguyên khối luôn, khắc CNC luôn các bạn. Đấy, nhưng mà cái đầu nắp chụp chắn cái nước này thì cái nắp nhựa này em thấy nó bị mất, nghĩa là về nó không thấy đâu rồi, có thể là nó vận chuyển nó rơi ra. Còn cái pedal rất là trơn và nhẹ, pedal nhôm khắc CNC rất ngon luôn, cả hai bên rất là đẹp, nhưng mà lại bị mất cái nắp chụp, cái đấy, cái chắn mưa chắn nước thôi. Đấy, còn pedal rất là trơn. Đi vào cái bộ chuyển động của xe thì cái gạt đĩa của nó là Shimano SES các bác nhá. Đấy. Còn cái củ đề là Shimano Antut này Antut 8 và clip thả 8 Shimano. Đấy, CSHG 41 gạch ngang 8 AN. Còn cái xích là xích Shimano HG. Đây, lấy nét nó cứ chậm kiểu gì đấy, Shimano rồi. Đấy, chiếc này em thấy một xích nó về nó cũng có hơi han đấy, kiểu như là để lâu ấy, nó khô dầu mỡ ấy. Đấy, cho nên em cũng ngâm và rửa qua, đánh qua cái xích đấy thì nó bắt đầu nó mềm ra rồi, bởi vì chủ người ta để lâu người ta nó khô, nó không được tra dầu mỡ, cho nên bắt đầu khi mà em xịt cái dưỡng xích Adibisu vào thì bắt đầu quay trở một vài lần thì bắt đầu nó ra các cái chất nhờn này, bắt đầu xích nó mềm ra. Đấy, thì cái này có thể đi một vài lần và vệ sinh tiếp. Đấy, thì thời gian nữa thì nó sẽ trắng dần ra thôi, bởi vì cái đồ Shimano thì cái màu nó hơi màu bạc, cái nó hơi xỉn xỉn một tí. Shimano thì toàn như vậy, xích Shimano thì đa phần là như vậy. Đấy. Còn hấp sau này, hấp trước sau đồng bộ Shimano Credit các bác nhá. Đấy, con này có cái bộ hấp rất xịn sò luôn, cặp vành nhôm hai lớp của Railway. Đấy, còn lốp Kenda 700 x 32c là chạy rất là êm đấy. Đấy,
Lốp thì cái màu kiểu trắng vàng mà, cho nên là nó cảm giác nó sẽ bám bám bẩn. Đấy, như cái này thì đây Kenasugi thôi. Xe rất là trớn, xe rất là trớn, clip kêu rất rất thích con nha. Đấy, rất là trơn tru luôn. Chiếc này về có cả chân trống luôn, nhưng quay mặt bên trái. Đấy, à, cái hệ thống tem này. Đây, xe 38 này. Cái này là Lifestyle Bike, đây là chắc em nghĩ là cái của Raiway này, cái tem của hãng này. Product sản xuất Raiway Product Japan này. Đấy. Cái chiếc này khung nhôm là nhôm 6061 quá nhá. Đấy, nghĩa là giống như kiểu xe của Ý thì design của Italia, còn BNG ấy. Còn Raiway thì của Nhật, thương hiệu Nhật. Còn cái made in thì em không rõ, nhưng để em xem dưới gầm này, tem dưới gầm này sẽ made in, có khả năng nó là Raiway này, made in thì nó lắp ráp ở tại Trung Quốc hoặc là Đài Loan. Đây, tem Bicycle này là cái tem này như kiểu tem của cái hệ thống phân phối đây. Đấy, còn tem an ninh Nhật vẫn có này, trước này chủ chưa 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 quên chưa bóc tem an ninh Nhật. Ở đây made in ở dưới gầm này coi đây. À, made in China. Đấy, số khung dập chìm bên kia. Made in China, nhưng mà tất cả thương hiệu Raiway này chỉ có ở nội địa Nhật có nhá. Đấy, thương hiệu đấy của Nhật rồi, còn những cái dòng xe phổ thông như này thì người ta không không lắp ráp và sản xuất tại Nhật đâu, chỉ có những bộ phận xe tương đối cao cấp thì người ta mới sản xuất tại Nhật thôi. Ví dụ Shimano từ Tiagra trở lên thì bắt đầu mới làm made in Japan. Đấy, còn xích clip các thứ củ đề dưới dưới cái Shimano Tiagra thì đa phần là Singapore, Indonesia và Malaysia. Giấy tờ trước này bên Nhật về đầy đủ quá nhá. Đấy, chủ người ta chuyển nhượng mình cái giấy này, còn cái trên khung thì tem an ninh Nhật, hệ thống tem Nhật thì đầy đủ luôn, cũng giấy tờ này, nó cũng không có ý nghĩa lắm đâu. Đấy, nó chỉ là minh chứng để mình mua hàng bên Nhật thôi, còn bản thân cái thương hiệu này và xe thì cái dòng này nó chỉ ở nội địa Nhật các anh nhé. Đấy, tem Nhật này, ở trên khung rất nhiều luôn. Đấy, tem ở trên khung này, tem ở cái dòng chéo này. Đấy, em quay mặt bên trái thì đây tem Nhật ở càng xe này. Đấy, tem này tem an ninh tem cảnh báo này ở dưới càng để lắp cái quýt này. Hệ thống ti bật là Shimano loại cốt vuông này, dùng rất là thích các anh nhé. Vừa chắc chắn này, khớp bẻ vào nó rất là chắc chắn. Đấy, và vào nó rất là êm. Đấy, cái ti bật Shimano mà cốt vuông này cũng ở bên Nhật giá cũng tương đối mắc tiền đấy. Hàng 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 dùng hàng cốt vuông này rất là ngon các bác nhá. Nói chung là chiếc này thì em thấy trang bị ở một đồ ở cái mức độ gọi là tương đối tốt. Đấy, có hình bài 8 an tốt, nó lành, nó kiểu nó bền bỉ, nó chì. Đấy, do đến bên trái này. Trục giữa là trục cốt vuông. Đấy, còn hai trục là bi côn. Đấy, gạt đĩa Shimano. Đấy, tem Raiway trên khung này, các cái biểu tượng này. Đấy, cái thương hiệu Raiway này cũng rất là lạ luôn. Đây, tem ở bên càng càng bên trái đây, cũng tem an ninh Nhật đây, cái tem này tem cảnh báo thương hiệu Raiway. Ở cái chân trống này, chân trống Lovo nó so rất là thích luôn, cực kỳ khỏe. Cái này thì hôm lúc về ấy, thì người ta vận chuyển, người ta tháo cái chân trống ấy ra. Đấy, khi lắp lại thì em có đệm cái băng dính và cái đệm cao su này. Đấy, để cho nó đỡ bị xước khung. Đấy, thì lúc về em lắp lại, lúc mà vận chuyển thì em thấy người ta tháo ra. Đây, cốt vuông Shimano đây. Đấy, hấp Shimano Clarit rất đẹp luôn. Tiếng kêu rất là nhẹ nhàng. Má phanh Shimano, ngào phanh Shimano. Đấy, chiếc này nó cứ ở mức độ phân khúc tầm phổ thông, nhưng mà đồ của nó tất cả cái thứ thì từng chi tiết một, đồ của nó cũng rất là chất. À, bây giờ em test qua cái chuyển động Zinedine quay cho bố. Còn từ đứng con quay, bố quay cho em xem. Đây, phải giống phanh quá nhá. Đấy, phanh nó rất là chắc chắn và đẩy này. Em quay cái trục bánh trước này. Đấy, trục của nó thì cực kỳ mượt luôn, êm du. Đấy, nó không một tiếng kêu luôn, nó rất là cân bằng. Đấy, phanh này. Đấy, rất là trơn tru luôn.
Hệ thống phanh cực kỳ chắc chắn là mượt, chuyển động cũng vậy. Bây giờ em test cái chuyển động của cái đĩa nhá. Zin đứng dưới cho mình thấy. Con đứng ở kia con quay vào cái chỗ này nhưng mà zin lùi ra một tí. Đây này con đứng dưới cho chỗ này. Đây em hạ cái bắt đầu đang ở tầng đĩa giữa này. Thì em hạ cái chuyển động cái ba cái trong ba cái tầng đĩa trước này bác cùng xem nhá. Em hạ này. Đấy, về cái tầng đĩa nhỏ nhất này. Lên này. Các tầng clip sau này em hạ về cái tầng nhỏ nhất xong lên này. Em test này thì một tầng đĩa em ghi tất cả các tầng clip còn các